Xin kính chào các bạn vị. Mình cũng có tuổi thơ và hôm nay thì lần đầu tiên trên đời mình cầm một cái hộp siêu nhân cao hàng view. Hàng view thì nó như thế này chứ không biết là hàng xịn nó có khác gì không. Hàng view chắc đắt chứ hàng xịn thì không biết đắt như nào. Và đây là bộ đôi siêu nhân gấu trúc của ta, là có một con trắng một gấu đen. Ồ, siêu nhân cầu phong. Ngày xưa mình mua bộ này nhưng mà không còn nào cử động được. Đây là bộ chim lửa. Chim lửa ta thì sẽ cầm một cái cung, giờ lên trời bắn cái thì nó sẽ gọi ra, không hiểu sao lại phức tạp đến như vậy. Và ngoài ra đấy là có gao hươu cao cổ này, con này là gao Trung Anh và gao Tiến Đạt này. Có hai cái sừng. Gao TT này, nó chúng ta có thể có kết hợp con này thì nó sẽ lắp vào cái chân và có thể sút được. Nói chung rất nhiều cái hay. Và ở đây chúng ta sẽ có một bộ siêu nhân mới thì cái này thì mình không xem. Không sao, tim đập hồi hộp. Siêu nhân chúng ta trước là con này. Thì cà rốt đúng không? Thì thứ nhất để đảm bảo đây là hàng xịn, thứ nhất là nó toàn tiếng Nhật thôi. Đấy, ngày xưa là mình mua ở cổng trường Nguyễn Trãi thì nó hoàn toàn không có tiếng gì hết. Chỉ có tiếng của bà tiếng chửi, mày có mua không, cứ bố mày đi. Rồi, chúng ta sẽ thấy là ghi đây những bộ siêu nhân còn lại như là có Gao Hunter này. Còn đây là cái con Hercules Hercules. Ôi, lần trên mình cầm, ôi nó có ghi cả kích thước các thứ luôn. Lần trên mình được cầm hàng xịn rồi các bạn. Các bạn quan tâm thì ta bán, mình sẽ cho một lần mô tả video nhé. Trong đấy toàn là hàng... Nó chết từ cái bộ. Đây là gao tê giác. Đây mình vẫn nhớ cái cách lắp là tháo cái phần đít này ra. Nhưng mà với hàng xịn. Đấy là hàng phách không ạ? Đây là hàng xịn. Này con TT này sẽ nằm dưới chân. Con này là nó có thể cuộn lại được. Đó. Ồ, có cái này nữa. Ngày xưa mình mua con này, mua hàng phách thì sẽ không có cái này. Cái này là cái đội vào đầu của cái con hươu cao cổ. Đấy, để biến thành cái mũi tên nó bắn ra ấy. Nghe đồn là hàng xịn là có thể bắn được cái đầu nó bay ra rồi phải. Ok, chúng ta sẽ... Nên nó không bắn được cái tí, ta sẽ bẻ đầu ra. Chuẩn chỉ không? Có xem trên mạng mãi bây giờ mới được nhìn thấy. Gao Trung Anh rồi. Gao Trung Anh. Có hai cái sừng. Đây là Trung Anh trước khi yêu người yêu. Và ta sẽ lát nữa sẽ lắp cho Trung Anh đủ phụ kiện. Ôi dồi ôi. Hello. Các bạn ơi, ngày xưa mình mua con này thì là đúng là hàng xịn vì nó lắp đầy đủ. Đấy, thì lắp cánh ở phía sau này, xong rồi hai chân đẩy xuống này, sau đó chúng ta sẽ đậu lên người của một con kia này. Và chúng ta là lắp lại như thế này này. Xong rồi kéo con này xuống này. Sẽ lòi được cái đầu ở bên trong. Đấy, tí chúng ta sẽ lắp thử sau. Đây là hai cái cánh. Nghe đồn là gao này đã là một trong những cái chắc là lấy cảm hứng từ Kotex hay DNA gì đó ra các phiên bản mới. Bên dưới này đây là cái cặp sừng của Trung Anh đấy em ơi, em đi tìm mãi cũng đã thấy một bà cả nồi. Và họ có rất nhiều phụ kiện đi kèm bên trong. Cái này là cái tượng của các con thú. Ta sẽ tháo con này ra để xuống dưới. Đấy, ta sẽ đẩy con này ra sau. Đây là con tuần quay. Đấy. Và thưa bạn, đây chính là cái chân. Và gao ngày xưa thì không biết rõ giới tính gì, đều không có chip. Con chuột đây. Chuột của chúng ta. Ôi. Con TT này chúng ta sẽ cho vào bên trong. Ôi. Ôi hộp vãi. Các bạn ơi, bây giờ mình tay vẫn đang còn run run. Rồi, rồi. Đấy, thưa các bạn, đây chính là con chuột của chúng ta. Cái này nó sẽ có cái khớp để chúng ta lắp cánh vào cho nó chắc hơn. Rồi, sẽ đặt nó lên đây. Không biết đâu. Mình vẫn không bao giờ quên được những kỷ niệm ngày xưa. Đấy, mạnh dạn nó khác hẳn. Rồi, bây giờ mình sẽ bẻ cái đầu con này ra thì nó dưới nó sẽ có một cái khớp đỡ như này. Ngày xưa cái hàng phách ấy thì nó sẽ không có khớp đỡ này. Một cái tên nó bẻ ra thôi. Vâng, thưa các bạn. Và đầu ta sẽ lôi lên. Ồ, khi nãy là mình làm hơi yếu rồi. Vâng, chúng ta đã xong phần thân. Cái này là con hươu cao cổ chúng ta. Hươu cao cổ ngày xưa mà mình mua bản phách á, là nó không bấm được như này. Nó sẽ chỉ có bình thường thôi. Còn cái này thì... Và chúng ta sẽ đeo được mặt nạ vào. Vâng. Nếu các bạn bấm vào đây. Đu. Và chúng ta sẽ lắp nó vào ở hai cái cánh tay. Ở hai bên. Rồi, chúng ta sẽ lắp Trung Anh vào. Đây. Đây các bạn, với gao Icarus. Ngày xưa mình vẫn nhớ mình mua con này hàng fake á, thì cái mắt này này là mắt dán thường, nó dán giấy lên thôi. Còn cái này
là nó hóa được mắt giống như kiểu là bắn trưởng. Đó. Bạn sẽ lắp cánh vào đây. Em lắp cánh đi. Cháu thỏ sẽ đi cánh vào như một cái sở trường của mình mỗi tháng. Đó. Đấy, gấp 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 được chưa? À, xin lỗi chúng anh kìa. Tiến đạt. Nào nào, nốt cánh tay vào. Và đây chính là bộ siêu nhân Gao của chúng ta. Và một bộ này thì có 5 củ rất là hợp lý để cho một. Và ngoài ra thì đây là bộ đôi Gao của chúng ta. Thì mình sẽ thể hiện tiếp cho các bạn trong bài mổ hộp lần sau. Còn hôm nay mình sẽ mở cái con chim này thôi. Các bạn đừng quên like, subscribe để theo dõi những video mới nhất trên kênh Vlog.